Rồi, đây là cái giao diện của phần mềm Filmora. Gần như là chúng ta sẽ dùng cái khuôn mặt chính. Đây các bạn. Gần như chúng ta sẽ dùng cái khuôn mặt chính. Thì để bắt đầu cái phần mềm này, các bạn sẽ bấm New Project. Tức là chúng ta thiết kế một cái video thì chúng ta sẽ chọn New Project hoặc là một cái dạng để chúng ta bắt đầu. Đấy, mình bấm New Project. Đấy. Mình mở đây ạ. Rồi ok. Thầy sẽ giới thiệu sơ qua cái phần mềm này trước khi chúng ta đi vào chi tiết hơn của cái phần mềm. Rồi mình nhìn bảng ạ. Thì đây là cái giao diện làm việc của chúng ta các bạn. Đây là giao diện làm việc của chúng ta. Thì ở trên cùng là cái menu. Đây là menu, gần như là menu chính của các bạn. Thì ở menu này nó sẽ có 4 cái menu chính, khoảng 6 cái mục chính. Thứ nhất là cái khu vực Media. Đây là nơi lưu trữ tất cả các nguyên liệu video của các bạn, những cái hình ảnh để chúng ta dùng trong quá trình chúng ta thiết kế. Đấy, nơi lưu trữ hình ảnh, video, âm thanh, logo để các bạn thiết kế. Đấy. Cái mục tiếp theo là audio. Đây là thư viện âm thanh mà Filmora cho sẵn chúng ta. Tức là khi các bạn cài Filmora nó đã có sẵn cái thư viện âm thanh này rồi. Thì khi các bạn dùng nó sẽ rất là tiện. Các bạn search trong này các bạn cài vào. Đó là cái hay của Filmora mà như phần mềm khác dường như là không có. Rồi, cái thứ ba là cái title. Đây là cái nơi để các bạn thêm sụp vào, thêm những hiệu ứng chữ, những cái lời thoại. Ví dụ như đây là cái lời thoại thầy mua về này. Bây giờ thầy dùng á, thầy chỉ cần là kéo bỏ vào thôi. Thầy kéo bỏ vào lời thoại. Thôi cầu úp lại phần mềm đi. Nói xong. Đấy. Cái thứ tư là transition. Transition là chuyển cảnh. Tức là chúng ta chuyển từ cảnh này qua cảnh khác thì chúng ta sẽ dùng hiệu ứng transition. Cái thứ năm là cái effect, là hiệu ứng ảnh, hiệu ứng video mà các bạn muốn thêm vào. Giả sử bây giờ thầy là ví dụ như các bạn muốn review cái hiệu ứng này, các bạn chỉ cần là kích vào hiệu ứng, các bạn kích nút vào và các bạn bấm nút fly là nó sẽ bắt đầu nó fly hiệu ứng cho các bạn. Đây, thì đây là hiệu ứng của ảnh hoặc là video mà các bạn muốn cái ảnh và video của bạn nó sẽ có những cái hiệu ứng như vậy. Đấy. Tiếp theo là cái element. Thì đây là những cái hoạt cảnh, những cái icon, những cái chuyển động mà các bạn muốn thêm vào trong video của mình để cho nó sinh động và cho nó nhiều màu sắc hơn. Ví dụ như đây là cái hiệu ứng, cái element về đây, ví dụ thầy slide hiệu ứng này cho các bạn xem. Đây. Hoặc là cái hiệu ứng này, cái element này. Đây. Những cái này nó sẽ thêm vào trong cái video của bạn rất là dễ thương và nó không làm cho video nhàm chán. Nó làm cho video rất là sinh động. Đấy. Phía dưới này của chúng ta là cái timeline. Đây là cái vùng mà chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ kéo video và kéo ảnh xuống. Chúng ta sẽ bỏ ảnh và video ở đây chúng ta làm việc. Phía bên này là cái cây để chỉ định đâu là nơi khu vực của nhạc, đó là khu vực của video, nguyên liệu. Phía dòng này, ở giữa này đó là những cái công cụ mà các bạn sẽ dùng. Nó bao gồm là undo, redo, xóa, cắt và những cái chức năng nâng cao thì chúng mình các bạn bỏ ảnh vào các bạn thấy. Còn đây là những chức năng về zoom cái timeline. Đấy. Ok, chút nữa là thầy sẽ nói kỹ hơn về